Hello, Nóc Pharmalog xin chào cả nhà. Sáng nay ra giường, thấy hoa bồ công anh mọc quá trời luôn. Để tận dụng thần dược của thiên nhiên, Nóc sẽ làm mật hoa bồ công anh. Mời cả nhà đón xem nha. Giờ thì Nóc đi hái hoa. Hoa rửa sạch để ráo. Sau khi hoa ráo nước, cho vào nồi. Mình có 5 trái cam đã rửa sạch và một trái chanh. Cắt ra cho chung vào nồi luôn, cho vào 2,5 lít nước, bắt lên bếp nấu lửa nhỏ. Sau khi nấu được 1 tiếng đồng hồ, lược bỏ xác. Nước lược xong, cho lại lên bếp. 3 cấp đường như thế này. Quậy đều và nấu với lửa nhỏ. Thỉnh thoảng quậy đều và hớt bỏ bọt. Muốn biết mật tới chưa thì cho một giọt vào đĩa, nghiêng thấy giọt mật chạy chậm như thế này là được. Mật hoa đã nấu xong, cho vào keo để bảo quản. Đây là thành quả sau 3 tiếng đồng hồ. Để có 1 ly trà, dùng 1 muỗng cà phê mật hoa. Cho nước sôi vào, điều chỉnh độ ngọt tùy thích. Qua tham khảo thì bồ công anh rất có lợi cho sức khỏe, tốt cho da, tốt cho xương, lợi tiểu, tốt cho người tiểu đường, mát gan. Giờ thì mời cả nhà thưởng thức trà mật hoa bồ công anh nha. Mến chúc cả nhà tràn đầy sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Những ai chưa đăng ký kênh, xin vui lòng ủng hộ, bấm nút đăng ký cho Nóc Pharmalog nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye!